Mày ơi, mày có một đá đi sang đòi rồi kia. Ok, không thể anh đang thay đồ mà. Đừng, 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 thôi, thôi, thôi. Thôi, tí nữa. Vạ vào bụng. Xin chào các bạn yêu thương, mình đã quay trở lại với CJ. Đây là vlog lồng đá. Let's go. Ôi anh ơi, anh đang làm gì đấy? Mày lại hỏi một trong những câu hỏi mà anh ghét nhất ở Việt Nam rồi đấy. Hỏi rõ ràng là biết câu trả lời rồi. Mày không tiến ra khỏi đó mà. Ngu. Anh em xin lỗi. Xin lỗi. Tí nữa chửi gương. Anh thôi. Thế hôm nay anh định ghi mấy bàn? Ghi mấy bàn á? Anh nghĩ là hôm nay anh sẽ ghi được bàn nào? Sao anh tiêu cực thế? Sao lại tiêu cực? Thì đúng rồi, hôm nay đang yếu ấy. Thôi thôi, để hôm nay em sẽ tạo cho anh một động lực. Động lực á? Động lực như nào? Đây, động lực như này này. Nào, từ từ. Ok. Chưa được. Để hôm nay anh mà muốn nhận được cái món động lực này thì anh phải lập một cú hat trick. À không, không, thế thì dễ quá. Thôi từ từ từ. Anh sẽ phải lập được một cú hat trick mà trong đấy phải có một pha đánh đầu. Chơi khó nhau đi. Ok, nhận kèo. Let's go. Anh nhiều. Anh rồi, anh rồi. Anh kia.
ba rồi. Không có rồi. Lặn rồi nói. Ok CJ, về chúc mừng anh trong trận đấu. Chúc cái gì? Chúc cái gì mà chúc? Anh đã ghi được 2 bàn. Đấy. 2 bàn nhưng mà chưa cầm trong tay Bác Hồ mới là quan trọng. Ôi, hiểu không? Ôi anh. Ghi được 2/3 bàn là cũng gần được hat-trick rồi, lại cũng chưa được cú đánh đầu nào thì cũng hơi buồn một tí. Em cứ hình dung ra anh có tính giống Ronaldo, khi mà mình không đạt được mục đích thì anh sẽ rất là bức xúc, hiểu không? Thì trong người, bởi vì và trong này thì có tiền, Ronaldo nó ghi bàn nó không ghi bàn nó vẫn được tiền, anh thì anh phải ghi bàn anh mới được tiền, hiểu chưa? Cho nên là cay phải cay leo leo cay cay thôi, không được Bác Hồ thì anh được 2 con trâu đây, xin mời anh. Ui thôi, cái này gọi là quảng cáo thôi, không quảng cáo đâu nha. Nhà mình sẽ uống. Ok, cảm ơn bạn nhá. Đây, rồi bây giờ em lúc nãy em chưa nói, nhưng mà em cố tình chưa nói để anh cảm thấy hứng thú, anh có động lực. Bây giờ thì anh đã không hoàn thành thử thách rồi. Ừ. Nên anh sẽ phải chịu một hình phạt, đó là nhận thử thách từ fan. Anh sẽ phải nhận thử thách từ các bạn fan ở dưới phần comment. Bọn em sẽ chọn ra một thử thách cho anh và anh sẽ thực hiện nó trong một buổi stream sắp tới. Hả? Các bạn thấy thằng này chớp bẩn chưa các bạn? Ban đầu ấy, nó chỉ nói là nếu mà mình ghi bàn hat-trick, một hai cái bàn bằng chân và một cái bàn bằng đầu, mình ghi bàn hat-trick thì mình sẽ được một củ. Mà nó cũng hề nhắc gì đến cái việc là mình sẽ phải thực hiện thử thách của fan. Em cũng không nhắc. Bây giờ đá xong mới bắt đầu nói. Thế này có fair không các bạn? Thế này có tính không các bạn? Em cũng chưa nhắc đến việc anh sẽ được uống nước ngọt nhé. Nhưng mà anh uống rồi, thôi anh nhận một thử thách đi. Tôi nhận. Let's go. Các bạn hãy comment ở dưới thử thách mà các bạn muốn CJ thực hiện. Và trong buổi livestream ngày mai CJ sẽ thực hiện. Tôi xin các bạn đấy, các bạn đừng khó khổ. Tôi xin các bạn đấy là chí phương trưởng mới không phải các bạn. Tôi ngoan lắm các bạn. Oh my god. Mới tôi là tôi không ghi bàn hat-trick mà thôi mà. Các bạn hiểu chưa? Ok, các bạn. Xin cảm ơn các bạn yêu thân mình đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ cho mình xin một like, cho mình xin một subscribe. Chúng ta đang đi tới con đường 1,000,000 sub. Cho nên là các bạn hãy giúp mình cố gắng để chúng ta có thể đạt được. Vì như các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta đã có bộ áo mới. Và trong này có... Yeah! Thực ra là đây là số 7 thôi, chứ đây là CJ, nó có gì đó liên quan gì số 7, CJ số 7, chứ không phải là CR7 nha mọi người. Ok, và chúng ta sẽ gặp nhau vào vlog tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.